Hợp đồng của thủ thành người Tây Ban Nha hết hạn vào cuối tháng 6 vừa qua. Cả Man United và De Gea đều có đã những cuộc nói chuyện về vấn đề gia hạn hợp đồng nhưng đều không tìm được tiếng nói chung. Quỷ đỏ ban đầu muốn gia hạn nhưng buộc De Gea phải giảm lương từ trên 300.000 bảng Anh tuần xuống dưới mức 200.000 bảng tuần, rồi sau đó không đàm phán thêm ngay trước khi thủ môn người Tây Ban Nha tổ chức đám cưới. David De Gea chia sẻ trên Twitter cá nhân: "Tôi chỉ muốn gửi thông điệp chia tay này tới tất cả những cổ động viên của Manchester United. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và sự tôn trọng mà các bạn dành cho tôi suốt 12 năm qua. Tôi cùng Man United đã giành được rất nhiều danh hiệu kể từ khi Sir Alex Ferguson thân yêu đưa tôi đến gia đình này. Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này để đại diện cho đội bóng, để đại diện cho câu lạc bộ này ra sân. Đó là một vinh dự chỉ dành cho một số cầu thủ may mắn. Đó là một khoảng thời gian khó quên và thành công kể từ khi tôi đến đây. Tôi không nghĩ rằng khi rời Madrid khi còn là một cậu bé, tôi sẽ đạt được những thành tựu tuyệt vời này cùng Manchester United. Bây giờ, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy bản thân bước đi con đường mới. Man United sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Câu lạc bộ đã cho tôi một gia đình thứ hai tuyệt vời và cho tôi cơ hội trở thành một cầu thủ như ngày hôm nay. Xin cảm ơn vì tất cả." Hai lần giành găng tay vàng, ông Erik ten Hag cũng có một vài lời chia sẻ trên trang chính thức của Man United. Ông ca ngợi De Gea về những tất cả những gì thủ thành này cống hiến cho Quỷ đỏ trong suốt 12 năm qua và cũng đưa ra những lời chúc tốt đẹp nhất tới De Gea cho chặng cho đường tiếp theo trong sự nghiệp. Nhiều fan Man United nhận định là nếu không có nhiều pha cứu thua của De Gea mấy mùa qua, đội sẽ trôi về giữa bảng xếp hạng Premier League. David De Gea tổng cộng ra sân 545 lần kể từ khi Sir Alex Ferguson mang thủ môn năm nay 32 tuổi về với sân Old Trafford. De Gea giữ sạch lưới 190 lần, giành 8 danh hiệu cùng với đội chủ sân Old Trafford, trong đó bao gồm Premier League, Europa League và FA Cup. Vô địch Anh mùa giải năm 2012 đến năm 2013, lần cuối Man United lên đỉnh của giải ngoại hạng. Anh đã 2 lần được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải ngoại hạng Anh, găng tay vàng, và 4 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Man United.